Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 7 học kỳ 2. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai kỹ năng còn lại, đó là kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Như các em có thể quan sát một cách tổng quát thì bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có 4 hoạt động, trong đó 2 hoạt động dành cho kỹ năng nghe và 2 hoạt động dành cho kỹ năng viết. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 23 giúp cô nào. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. Nick và bố của bạn ấy thì đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao điện ảnh Hollywood. Hãy nghe đoạn hội thoại của họ và sửa những câu sau đây thành đúng. Đây chính là hình ảnh của diễn viên Tom Hanks được nhắc đến trong bài tập của chúng ta. Chúng ta sẽ có 3 cái nhận định và đương nhiên cả 3 nhận định này thì đều sai. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng hiểu cái nội dung của 3 nhận định này nhé. 1. Tom Hanks is Nick's favorite film star. Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà bạn Nick yêu thích. 2. Tom Hanks is a handsome actor. Tom Hanks là một diễn viên đẹp trai. 3. Tom Hanks has won 3 Oscars. Tom Hanks đã chiến thắng 3 giải Oscar. Bây giờ cô sẽ bật đoạn băng ghi âm cho chúng mình và nhiệm vụ của chúng mình đó là phải nghe thật kỹ nội dung của bài nghe này để sửa được cả 3 câu này thành 3 câu đúng nhé. Unit 8, page 23, skills 2, activity 1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. Who is your favorite film star, Dad? Tom Hanks, of course. Tom Hanks? Who is he? He is one of the most famous and richest actors in Hollywood. Really? Has he won any awards? Yes. He has won the Oscar for Best Actor twice. 2 Oscars? Amazing. He must be very handsome. No, he isn't. He isn't an attractive actor compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. What kind of roles does he often play? He often plays serious roles, such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party, The Man with One Red Shoe, etc. Can you recommend one of his best films? Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Bài nghe của chúng ta đã kết thúc rồi đây các em ạ. Cô hy vọng là các bạn đều đã sửa được cả 3 câu này thành 3 câu đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài nghe, phân tích từng câu trong bài nghe để có thể cùng nhau đưa ra được đáp án chính xác cho 3 câu của bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn hội thoại giữa Nick và bố của bạn ấy nhé. Unit 8, page 23, skills 2, activity 1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. Who is your favorite film star, Dad?
Đầu tiên thì bạn Nick hỏi bố bạn ấy đó là Who is your favorite film star, Dad? Ai là ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố vậy? Tom Hanks, of course. Và bố bạn ấy trả lời là Tom Hanks, of course. Đương nhiên đó là Tom Hanks. Tom Hanks? Who is he? Và bạn Nick đang không biết Tom Hanks là ai đúng không nào? Tom Hanks? Who is he? Tom Hanks sao? Ông ấy là ai vậy bố? He is one of the most famous and richest actors in Hollywood. He is one of the most famous and richest actor in Hollywood. Ông ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng và giàu có nhất Hollywood. Really? Has he won any awards? Really? Thật sao hả bố? Has he won any awards? Ông ấy đã giành được giải thưởng gì chưa? Yes. He has won the Oscar for Best Actor twice. Và bố bạn ấy trả lời, Yes, rồi chứ. He has won the Oscar for Best Actor twice. Ông ấy đã giành giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất 2 lần. Từ câu này, chúng ta thấy là twice, 2 lần đúng không nào? Tuy nhiên, ở trong bài tập số 1, câu số 3 thì sách giáo khoa lại nói rằng Tom Hanks đã đạt được giải Oscar 3 lần. Như vậy thì thông tin sai ở đây là con số 3 đúng không nào? Và chúng ta sẽ sửa số 3 thành số 2. 3 thành 2. Ok. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp bài nghe để sửa 2 câu còn lại nhé. Two Oscars. Amazing. He must be very handsome. Bạn Nick nói tiếp. Two Oscars. Amazing. 2 giải Oscar sao? Thật là tuyệt vời. He must be very handsome. Chắc hẳn là ông ấy phải đẹp trai lắm. No, he isn't. He isn't an attractive actor compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. Và bố bạn Nick trả lời, No, he isn't. He isn't an attractive actor compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best
actors. Không, ông ấy thì không phải là một diễn viên hấp dẫn so sánh với những cái nam diễn viên khác ở Hollywood. Tuy nhiên thì đa số các nhà phê bình lại nói rằng anh ấy là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất. Như vậy, thông tin về việc Tom Hanks đẹp trai là không, đúng không nào? No, he isn't. He isn't an attractive actor. Vì thế, quay trở lại với câu số 2 của bài tập số 1 này, chúng ta cần phải chuyển câu khẳng định này thành câu phủ định. Is, chúng ta chuyển thành isn't. Ok. Chúng ta cùng tiếp tục bài nghe nhé. What kind of roles does he often play? What kind of role does he often play? Ông ấy thường đóng những cái loại nhân vật gì vậy? He often plays serious roles, such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party, The Man with One Red Shoe, etc. Câu trả lời vừa rồi của bố bạn Nick hơi dài đúng không nào? He often plays serious roles as a soldier in Saving Private Ryan or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party và một số bộ phim khác cô không tiện kể tên ở đây. Ở trong bài nghe thì bố của bạn Nick có nói đến một cái tên khác đúng không nào? Tuy nhiên thì cái tên đó nó cũng không quá là quan trọng đối với chúng ta ở trong bài tập số 1 này, cho nên mình sẽ để sau nhé. Chúng ta cùng dịch câu vừa rồi nào. Ông ấy thường đóng trong những cái vai rất là nghiêm túc. Chúng ta hiểu là rất là nghiêm túc. Như là một người lính ở trong bộ phim Saving Private Ryan, hoặc là một luật sư bị mắc căn bệnh AIDS ở Philadelphia. Ông ấy cũng xuất hiện trong một số những cái bộ phim giải trí khác, ví dụ như Bachelor Party hay là The Man with One Red Shoe, vân vân. Chúng ta cùng tiếp tục nghe nhé. Can you recommend one of his best films? Can you recommend one of his best films? Bạn, bố có thể giới thiệu cho con một trong những bộ phim hay nhất của ông ấy không? Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Of course. You've
You've got mail is one of the biggest comedies of the 1990s. Tất nhiên rồi, đó là bộ phim You've Got Mail, một trong những cái vở hài đặc sắc nhất vào những năm 1990. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu số 1 của bài nghe để sửa nó cho đúng nhé. Thông qua toàn bộ cái nội dung bài nghe vừa rồi thì chúng ta có thể xác định được Tom Hanks là một diễn viên yêu thích, một ngôi sao điện ảnh yêu thích của bố bạn Nick, chứ không phải là của bạn Nick, đúng không nào? Vì vậy, chúng ta cần phải chuyển Nick's thành Nick's father's. Ok, vậy là chúng ta đã sửa xong toàn bộ ba câu này rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần nghe của mình với bài tập số 2. Đối với bài tập số 2 thì chúng ta vẫn tiếp tục nghe lại đoạn băng vừa rồi. Tuy nhiên, yêu cầu của bài không phải là sửa lỗi sai nữa, mà là chúng ta sẽ nghe và trả lời các câu hỏi ở bên dưới. Cụ thể thì chúng ta sẽ có 4 câu hỏi. 1. Which Oscar has Tom Hanks won twice? Tom Hanks đã thắng 2 giải Oscar nào? 2. What do critics say about Tom Hanks? Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks? 3. What role does Tom Hanks play in Saving Private Ryan? Tom Hanks đã đóng vai trò gì trong bộ phim Saving Private Ryan? 4. Why does Nick's father recommend You've Got Mail to Nick? Tại sao bố của bạn Nick lại khuyên cậu ấy xem bộ phim là You've Got Mail? Bây giờ cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm cho chúng mình nhé. Unit 8. Page 23. Skills 2. Activity 2. Listen again. Answer the questions below. Who is your favourite film star, Dad? Tom Hanks, of course. Tom Hanks? Who is he? He is one of the most famous and richest actors in Hollywood. Really? Has he won any awards? Yes. He has won the Oscar for Best Actor twice. 2 Oscars? Amazing! He must be very handsome. No, he isn't. He isn't an attractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. What kind of roles does he often play? He often plays serious roles, such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party, The Man with One Red Shoe, etc. Can you recommend one of his best films? Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Bài nghe của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài nghe này thêm một lần nữa. Dựa vào cái phần transcription mà cô đã phân tích cho chúng ta từ bài tập số 1 để tìm ra đáp án cho 4 câu hỏi này. Unit 8. Page 23. Skills 2. Activity 2. Listen again. Answer the questions below. Who is your favorite film star, Dad?
Tom Hanks, of course. Tom Hanks? Who is he? He is one of the most famous and richest actors in Hollywood. Really? Has he won any awards? Yes. He has won the Oscar for Best Actor twice. He has won the Oscar for Best Actor twice. Ông ấy đã thắng giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất 2 lần. Như vậy, câu số 1, câu hỏi của chúng ta là ông ấy đã thắng giải gì 2 lần? À thì ông ấy đã thắng giải Oscar dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Câu số 1 chúng ta sẽ trả lời như sau. He has won the Oscar for Best Actor twice. Ok, được chưa nào? Câu số 2 chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nhé. Two Oscars. Amazing. He must be very handsome. No, he isn't. He isn't an attractive actor compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. However, most critics say that he is one of the best actor. Tuy nhiên, đa số các nhà phê bình lại nói rằng ông ấy là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất. Và đây chính là câu trả lời cho câu số 2. They say that he is one of the best actors. Chúng mình cùng nghe tiếp nào. Câu số 3 này thì câu hỏi của mình nó hơi cụ thể một chút. Đó là chúng mình phải nghe được là ông Tom Hanks này, ông ấy đóng vai gì trong cái bộ phim Saving Private Ryan? What kind of roles does he often play? He often plays serious roles. Such as a soldier in Saving Private Ryan. He often plays serious roles as a soldier in Saving Private Ryan. À, như vậy là ông ấy đóng vai một người bộ đội, một người lính ở trong bộ phim Saving Private Ryan. Và đây chính là câu trả lời cho câu số 3 của chúng ta. He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan. Okay. Chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của đoạn băng ghi âm. Or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party, The Man with One Red Shoe, etc. Can you recommend one of his best films? Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Rồi, câu cuối cùng của chúng ta. Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Bố của bạn Nick giới thiệu cho bạn Nick cái bộ phim này vì nó là một trong những bộ phim hài hay nhất vào những năm 90. Câu số 4 chúng ta có thể trả lời như sau. Because is one of the best comedy
in the 1990s. Okay. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả 4 câu hỏi trong bài tập số 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại một cách chân chu cái bài nghe này một lần nữa cùng với cái transcription của cô để hiểu rõ hơn về bài nghe nhé. Unit 8. Page 23. Skills 2. Activity 2. Listen again. Answer the questions below. Who is your favourite film star, Dad? Tom Hanks, of course. Tom Hanks? Who is he? He is one of the most famous and richest actors in Hollywood. Really? Has he won any awards? Yes. He has won the Oscar for Best Actor twice. 2 Oscars? Amazing. He must be very handsome. No, he isn't. He isn't an attractive actor compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. What kind of roles does he often play? He often plays serious roles, such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films, such as Bachelor Party, The Man with One Red Shoe, etc. Can you recommend one of his best films? Of course, You've Got Mail. It's one of the biggest comedies of the 1990s. Ok, chúng ta sẽ kết thúc kỹ năng nghe tại đây và đến với kỹ năng viết nhé. Ở trong phần writing ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học về viết mô tả hoặc viết review về một bộ phim. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập số 3. Make notes about one of your favorite films. Hãy tạo nên những cái ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của em. Ở đây thì sách giáo khoa có đề cập cho chúng ta 4 nội dung mà chúng ta cần phải hoàn thành. Thứ nhất, name of film, tên bộ phim, type of film, thể loại phim, actors or director, các diễn viên hoặc là đạo diễn. Thứ hai, chúng ta có the plot. What happens in the film? How is the film? The plot chúng ta hiểu là cái cốt truyện. Điều gì xảy ra ở bộ phim này? Bộ phim đó như thế nào? Gripping, thú vị, moving, xúc động, hay là hilarious, hài hước. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng cái tính từ khác cũng được. What about the ending? Cái bộ phim đó kết thúc như thế nào? Nội dung thứ 3. Other aspects of the film. Các cái khía cạnh khác của bộ phim. Acting, diễn xuất, music, âm nhạc, special effects, các hiệu ứng đặc biệt. Visuals, về mặt hình thức, vân vân. Và cuối cùng, critics reviews, your overall opinion, các cái ý kiến, các cái đánh giá của những nhà phê bình và của cá nhân em. Bài tập số 3 này thì đương nhiên là mỗi bạn sẽ có một bộ phim yêu thích của riêng mình đúng không nào? Tuy nhiên thì cô vẫn gợi ý cho chúng ta để cho chúng ta có một cái mẫu chúng ta hình dung được là mình cần làm gì nhá. Thì ở cái mẫu của cô sẽ nói về bộ phim Người đẹp và quái thú. Tên tiếng Anh của nó là Beauty and the Beast. Bộ phim này thì chúng ta cũng đã được tiếp xúc cả bản hoạt hình này, bản
action, bản người, và thậm chí là trong cả cái bản truyện tranh nữa mà chúng ta có thể đã được ông bà, bố mẹ kể cho ngày bé. Thì cái bộ phim này cô muốn nói đến ở đây đó là bản người đóng nhá. Nó ra mắt vào năm 2017. Đó là về name of film. Thứ hai đó là type of film. Cái thể loại phim. Đây là cái bản mà cô nghĩ là nó là một cái bộ phim nhạc kịch. Vì vậy thể loại phim chúng ta có thể ghi là musical. Phim ca nhạc. Hoặc chúng ta cũng có thể ghi là romantic cũng được. Phim lãng mạn thì cũng có cái nội dung lãng mạn. Tiếp theo, actors or director. Ở đây thì director của chúng ta có tên là Bill Condon. Còn actors, chúng ta có hai cái tên nổi bật. Nhân vật nữ, nếu như bạn nào đã từng xem Harry Potter thì chúng ta có thể đã nhận ra chị ấy, đó chính là Emma Watson. Và nhân vật đóng quái thú trong bộ phim đó là Dan Stevens. Ok. Thứ hai đó là về cái cốt truyện. Chúng ta có nhớ cốt truyện của cái câu chuyện hoặc bộ phim này không? À, nó kể về một hoàng tử sống trong một lâu đài. Và vị hoàng tử này thì đã bị một lời nguyền biến thành một quái vật suốt phần đời còn lại. Và nếu như anh ta không tìm được một người yêu anh ta thật lòng thì anh ta sẽ mãi mãi là một con quái vật như thế. Và người giúp cho quái thú này trở lại thành người, cảm nhận được tình cảm chân thành, đó chính là Bella, nhân vật nữ chính của chúng ta, đúng không nào? Hay chúng ta còn gọi là Beauty. Rồi, vậy thì mình có thể ghi ngắn gọn cái phần plot như sau nhé. A selfish prince have a curse, is cursed to become a monster. Và con quái vật này không thể biến thành người khi mà nó không nhận được cái tình cảm chân thành từ một người khác, đúng không nào? Như vậy chỉ khi nào mà nó cảm nhận được tình yêu, real love, thì sẽ trở lại thành hoàng tử, trở lại thành người, prince. Đó là cái nội dung tóm tắt của bộ phim này. Và bộ phim này thì đối với cô nó gripping, nó rất thú vị. Đây là một trong những bộ phim mà cô rất yêu thích của Disney. What about the ending? Và đương nhiên kết thúc của nó là một happy ending. Các cái về các cái khía cạnh khác của bộ phim thì tất cả cô đều rất là thích. Cô khá là hài lòng với bộ phim này. Trang phục của diễn viên thì rất là đẹp, âm nhạc cũng hay. Vì đây là một bộ phim ca nhạc cho nên chắc chắn là âm nhạc của nó phải hay rồi. Và đương nhiên diễn xuất thì không thể nào chê được hai diễn viên chính ở đây. Diễn quá hay, quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta có thể ghi chung ở đây là excellent. Tiếp theo, critics reviews. Theo như cô tìm hiểu thì các nhà phê bình cũng khá là thích cái bộ phim này. Họ cũng không có quá nhiều những cái bình luận tiêu cực. Vì vậy chúng ta có thể ghi ở đây đó là critics reviews good chẳng hạn. Và bản thân cô đánh giá ý kiến cá nhân thì đây là một bộ phim tuyệt vời. Great.
Đó, cái này nó chỉ là cái notes, cái ghi chú thôi. Cho nên mình cũng không cần ghi nó quá cầu kỳ kiểu cách làm gì cả. Đây chỉ là cái ghi chú. Còn cái phần mà mình cần phải cầu kỳ kiểu cách hơn, đầy đủ hơn, thì nó chính là cái bài tập số 4 bên dưới nhé. Hãy viết một cái review về bộ phim yêu thích của em, sử dụng thông tin trong bài tập số 3 và cái phần review trên blog của bạn Nick. Bạn có thể theo những cái sườn ở đây, những cái kế hoạch plan ở bên dưới của sách giáo khoa đã cho sẵn chúng ta. Ở phần introduction, chúng ta hiểu là phần mở bài đúng không nào? Phần mở bài chúng ta có thể giới thiệu tên bộ phim, thể loại phim, diễn viên và đạo diễn. Chính là cái phần thông tin đầu tiên trên bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta có phần body, chúng ta hiểu là phần thân bài đó. Phần thân bài ở đây thì lại có hai đoạn văn. Đoạn văn thứ hai thì chính là cái phần cốt truyện. Và đoạn văn số 3 sẽ là các cái vấn đề khác, các cái khía cạnh khác xoay quanh bộ phim. Và cuối cùng chúng ta có phần kết luận. Đó chính là các ý kiến, quan điểm của các nhà phê bình và của cá nhân em khi mà em xem bộ phim này. Và ngoài ra chúng ta còn có thể mở rộng thêm bằng cách trả lời câu hỏi Why you recommend the film to everyone? Tại sao em gợi ý cái bộ phim này cho những người khác, cho mọi người? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào viết cái bài văn hoàn chỉnh cho cái phần ghi chú ở bên trên của cô nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ viết phần mở bài, đó là giới thiệu tên, thể loại phim, diễn viên và đạo diễn. My favorite film is Beauty and the Beast. Đó, vậy là chúng ta đã xong câu đầu tiên, đó là giới thiệu về tên của bộ phim. It's a musical and romantic film. Nó là một bộ phim ca nhạc và lãng mạn. With the acting of, với cái sự diễn xuất của ai? Emma Watson and Dan Steven. Ok, xong phần mở bài. Bây giờ chúng ta sẽ đến đoạn đầu tiên của thân bài. Đó là nói về cái cốt truyện. The film is about a selfish prince. Bộ phim nói về một chàng hoàng tử ích kỷ who is cursed. Người mà bị nguyền rủa, biến thành một con quái vật. To become a monster. He will be a monster forever unless he feels the real love and finds someone love him. Chàng hoàng tử đó thì sẽ mãi mãi là một con quái vật nếu như mà trừ khi mà anh ta cảm nhận được tình cảm thật sự và tìm thấy một người thực sự yêu anh ta. Tiếp theo là chúng ta nói đến cái How is the film? The film is gripping.
Bộ phim này rất là thú vị. And it has a happy ending. Okay, xong phần thân bài nhá. Sorry, xong đoạn thân bài số 1. Đoạn thân bài số 2 thì chúng ta sẽ đề cập đến các cái khía cạnh khác của bộ phim, âm thanh, ánh sáng, rồi thì diễn xuất, vân vân. Nếu như mà chúng ta chỉ có một câu để nói về phần này thì mình có thể viết luôn sang bên cạnh đây. I love the acting and the music of the film. Đó, ngắn gọn như thế thôi cũng được. Tôi yêu cái diễn xuất và âm nhạc của bộ phim. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận. I see that, tôi thấy rằng many critics like this film and I really love it. Và tôi thì cực kỳ thích cái bộ phim này. It's a meaningful film, so I can recommend it to everyone. Nó là một cái bộ phim rất là ý nghĩa, vì thế tôi có thể giới thiệu nó cho mọi người. Ok, đoạn văn của chúng ta nó chỉ đơn giản như thế thôi các em ạ. Và tương tự như cái gợi ý của cô thì chúng mình cũng hãy tạo ra một cái đoạn văn của chính mình nhé. Ngoài cái phần gợi ý của cô ra, các em cũng có thể tham khảo thêm về cái bài blog của bạn Nick ở phần Reading Skills 1. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và cô rất cảm ơn sự chú ý của các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.